Một phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều ở tỉnh Bình Dương đã bị người đi đường ghi hình vi phạm. Vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận và đang xử lý. Chiều 9 tháng 8, nhiều người dân tại Bình Dương bị một phen khiếp vía khi chứng kiến người phụ nữ điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 13. Theo clip người dân ghi lại, người phụ nữ điều khiển ô tô biển kiểm soát 61K27111 đi ngược chiều lên sát con lương trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, trong thời điểm đường có rất đông các phương tiện lưu thông. Hàng loạt xe khác phải tránh chiếc xe này vì sợ xảy ra va chạm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông đã tra cứu và xác định được người phụ nữ và sẽ mời lên làm việc để xử lý theo quy định.